бабушка? Что ты здесь? Помогаю, помогаю, еда яй. Ok. Là đọc cái nốt nè. Đọc cái nốt tìm bốn cái gì? Memento là cái gì? Trời đất quỷ thần ơi. Có đọc lại cũng được chứ. Nhưng mà nó bị sao sao thôi. Tắt cái này đi. Rồi. Coi nào. Đấy được hơn rồi đó. Nó bị ấy. Làm sao? À bấm bấm chuột à. Bấm chuột bấm chuột. À, lấy chìa khóa. Rồi. À là bấm ấy hả? Ok ok, hiểu rồi. Đấy. À, tiếp. Này mới vô làm gì nhỉ? Trời ơi, mới vô mà két sắt rồi. Tìm bốn cái memento là gì? Memento là gì? Rồi để tôi dịch thử coi. Anh gì ta? Memento. Mental là gì? Vật lưu niệm. À, vật lưu niệm đấy mọi người. Là tìm vật lưu niệm. Vật lưu niệm à. Okay, tăng tăng lên nha. Rồi xem. Vật lưu niệm cái nào nhỉ? Nó hơi mà hình hơi lắc lắc không ta, nhìn nó sao sao quá, nó không có được nhìn không nó không có được êm mắt lắm mọi người, nhìn nó cái này mật khẩu là nhiêu, mới vô mà kêu bấm mà mật khẩu là như thế nào nhỉ? Ồ, bật đèn à, rồi read à, ok. Rồi ôi mới vô mà nó lại quần quần ở đâu tôi nữa rồi. Hình ảnh gia đình nha. Tôi phải mất một lúc để tôi làm quen cách chơi đấy. Đồ cắt à. Đồ cắt à. Có mở cửa được không? Tôi lấy hết rồi mà. À nghe, game này nước Nga mọi người. Cái chữ này nước Nga rồi. Này game nước Nga đấy. Nhưng mà cái két bát là gì? Cái két bát là gì cơ? Kiến à? My use. Cái key này dùng cho cái nào ta? Cái key. À chìa khóa là mở vô cái gì? Use. Manhole the workshop à? Hello. Hello nha. Xem nào. Hoàng hoàng hả ta. Rượu sâm banh nè. Xem nào. Mình cần làm gì? Hết rồi mà. Phải có cái gì đó để mình làm chứ. To Princess.
mới vô mà kêu cái bắt quật là thua rồi, mới vô mở bắt quật là thấy thấy dở dở rồi đó. Nên phải có cái gì để mình mở được nha, tự nhiên mới vô mà làm khó dữ vậy trời. Chắc phải mất một lúc đấy. À, mở cửa được, mở cửa, mở cửa. Mở cửa được mọi người, mở cửa được. Trời ơi. Давно я здесь не был. В детстве я Tôi đã проводил không ở đây здесь một много thời gian времени. rồi. Tôi đã có một thời thời ấu ở đây. À, tức là thằng này nó có thời gian ở đây hồi còn nhỏ à. Rồi, kéo nhau thôi. Надеюсь, полиция ничего не заметит. Tôi hy vọng là cảnh sát không để ý. Đây sẽ là quán gì? Get a better look. Ok. À. Ok. Hai chị em mà. Check. Rồi. Cái đây. Viết. Mover 8 800 xe có 19 à. Trời ơi, chơi cái số như vậy mà tôi biết được trời. Số như vậy à. Hello. Rồi. Hello. Черт. Надеюсь, это была не одна из тех вас, которой больше сотни лет. Rồi, tiếng Nga luôn đấy. Không ngờ tôi chơi game nước Nga luôn mọi người. Wow. Thương vỡ à. Thư cái gì? Kỷ niệm tới địa ngục. Tôi viết mọi thứ vào nhật ký này từ khi còn thời tế ấu. Tôi đã mất một phần của cái trang giấy với mật khẩu. À, tôi sao ta có đề gọi gọi cái gọi kỹ thuật tới hả, và tới gần cái ống nhòm một phần cái code là căn nhà hàng xóm. À, tức là bắt quật là nhà hàng xóm mà. Rồi rồi rồi, để kiểm tra coi là đấy hả. Ở đâu? Ở đâu đây? 14 giờ 4 phút. Nhà hàng xóm password. Là ở đâu nhỉ? À, số 57 à. Số 57 mọi người. Số 57 đúng không? Vậy là so với cái tờ rách 1957 đúng không? Chắc vậy rồi. 1957 rồi. Để xem thử đúng không? 1957. 1 9 5. Ô, đúng. Chưa có phao đâu trời ơi. Có phao đâu trời ơi. Ông nội ơi. Có phao đâu. Anh em lại thế. Rồi xong, bây giờ mình làm đồ què gì? Mà mình cần mở cái gì? Mình xong việc rồi đó. À, bây giờ mình còn thiếu cái cuộn băng nữa. Mình thiếu cuộn băng mọi người. Thì chắc là mở cửa này nè. Rồi đúng rồi. Quay. Sao tối vậy? Wow. Отец не мог просто оставить это на полу. Rồi nói tiếng Nga nữa chứ. Tiếng Nga mới sợ đấy. Кажется, я видел кусачки в кабинете отца. Возможно, я смогу перекусить замок. À, cái kìm cắt đúng không? À, đúng rồi, kìm cắt ấy. Kiếm kìm cắt ấy mọi người. Tìm cái kìm ấy. Ok. Kìm cắt nha. Cái giấy cái dồ màu vậy? What? Cái gì đó? Trời trời, mấy cái tiếng nhói đầu ghê luôn chứ. Rồi ok mọi người, let's go. Nó cho chỉnh độ sáng được không ta? Tôi nâng độ sáng lên cho anh em dễ xem.
Không được rồi. Không cho nên ngủ sáng. Ê! Cắt! Cắt cũng cồng kềnh nữa. Trời, ai theo is very low. Mày phải cúi xuống để lậm lên. Ok. Trời, có thấy quần què đâu trời. Đèn chiếu vô đây cho dễ nhìn coi. À rồi gì đây, à, thôi khỏi đi đấy, thấy không, vậy được hơn không? Một cái bức, cái hình nè, cái hình nữa, toàn là camera, cần camera không rồi đó ta, như thế nào? Заклинило. Có cái tầng hầm. Ở đây có tầng hầm mọi người. Có tầng hầm. Có tầng hầm nhé. Tôi đọc xíu rồi. Có manh mối á. À, rồi. Bị kẹt hả? Bị kẹt thì làm sao? Kêu là James bị kẹt rồi. Ok. Nãy chờ tìm có 4 ký giật thôi mà sợ quần ghê luôn á. Rồi. Ok. Tìm gì nhỉ? Có cái gì đó để mình đi qua chứ. Có cái gì nhỉ? Làm sao? Làm gì? À, đi lên, đi lên, đi lên. Còn lên nóc nhà nữa. Ủa gì đó? Tối quá. Ở đây à? Hơi tối nha mọi người. Hơi tối. Sao rồi, match regime mà không xài được, ok chúng ta cứ cứ thắp nhang, cứ thắp đèn cày từng cái một đúng không? Что Ui, это вороны? Обычно на чердаке живут голуби. ở đâu có con quả đây vậy? Rồi. Ở đâu? Нет пленки. Không có đoạn phim. Tôi đã thấy cái món đồ này ở đâu đó trước đây. À, cái bánh nhật này. Tôi có gì đó rất là quen thuộc. Ngay khi anh ấy vừa thả cái hộp ra. Nó phòng trở nên lạnh lẽo. À, cái gì ta? Hộp nào? Cái gì vậy? Redstone à? Viên đá màu đỏ. Tác dụng gì? Hello Sunshine nha.
Rồi. Đừng sai nha. Rồi. Mặt nạ. Mặt nạ. À, đồ cậy. Đúng rồi. Như là cái nạy cái dưới cái tầng hầm ấy. Rồi xin sai nha. Cảm ơn nhiều. Lâu quá không gặp nha. You. Cảm ơn nha. Shame it. Đúng rồi, cậy đúng. Cậy đây đúng rồi. Good. Cậy ra rồi. Đúng. Đi xuống. Xem đây có gì nè. Game này hơi tối mọi người. Khúc sau có đèn cầy á. Khúc sau sẽ có cái đèn cầy cầm theo nó dễ nhìn nha. Bây giờ thì không có nên chịu khó thôi. Trời ơi, hết là hết quay gym rồi à. Rồi má vậy là khó rồi. À, làm sao có cửa, có cửa, có cửa. Không mở được. Cậy được không? Không cậy được. Nó cậy cái này ghép cái gì ta? Ôi, không mở được. Không mở được rồi, không mở được rồi chích. À, à đây 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 của phim này. Trời ơi, thế mà nãy giờ phim đúng không? Tôi nhớ cuộn phim này là coi như trên dưới trên trên gác hay sao? Tôi lên gác luôn. Rồi. Trời, thuốc chế với cái vụ đèn pin đó mọi người. Cái gì mà không có đèn điện gì hết trơn á. Rồi bỏ vô. Gì đây? Ôi có cái khuôn mặt gì phía sau kìa. Tìm những cái điểm khác về photo. Hover over bullet 2 giây. Này đúng không? Đúng điểm khác thường chính là chỗ này. Rồi tiếp cái gì khác thường nữa ta? Đây chỗ này bàn tay rồi chính là nó. Đây nữa nhìn là phải là thấy ngay. Trời má kinh nha mọi người, sợ đó. Hơi ghê nha. Má công nhận làm game vậy thấy sợ sợ rồi. Sao rồi ta? Cái nào chỗ nào khác thường nữa? À, ở đây hả? Ôi, giống như bị ám hay sao ấy. Wow. Trời là đáng sợ. New task. Đi tìm bức tranh từ từ bức hình của cha tôi. Đi tìm mà tìm như thế nào? Rồi xuống. Rồi ok mọi người, nhiệm vụ là sẽ đi tìm những cái bức tranh mà từ tấm hình vẽ của cha nó, đi tìm đúng không? À, tấm mấy tấm tấm nào nhỉ? Thì bức tranh nè, à. Đây phải kéo này xuống nhỉ? Hình như là chỉ có
Ở đâu ta? Đây à. This is the picture my father took a photograph. He got the... có chìa khóa này. Bình thường nha. Thì nói chung là thích thì làm thôi. Ơ tiếng gì đó. Đúng rồi. Cái gì vậy? Hả? Ôi, ôi. Ai vậy? Nhóc làm gì đó? Hồn hết hồn. Ôi mẹ ơi. Nó đi đâu rồi? Trời ơi. Nó đi đâu ta? Nó đi xuống hay đi lên? Thằng nhóc nó chẳng biết đi xuống đi lên đó mọi người. Đi xuống đi xem. Cái game này phải chơi, chơi khúc sau nó mới cuốn. Nó mới hay rồi, khúc đầu rồi nó hơi bãi bài, nó hơi rườm rà. Wow, tối vậy. Tối vậy. Quay. Để tối nha. Không thấy mùi mẹ chân luôn ấy. À đây nè. À tối thiệt luôn. Rồi. Sao nữa? Điều nào ta? Bây giờ mọi thứ với tôi tối tăm quá. Cái gì? Oh, fuck me. Bình tĩnh, chỉ là cái tưởng tượng của tôi thôi. Tụi nó vỗ tay cái tắt đèn à. Quá đáng thiệt luôn á. Đây nè. Rồi, lần này chắc được hơn rồi đó. Trời đất ơi, không có một chút gợi ý gì hết trơn. Bởi vậy, nãy giờ tôi đi tôi quằn quá trời luôn. Giờ có đèn dầu rồi, coi coi ở dưới có gì. Rồi bật đèn dầu lên. Đấy, sáng sủa nha. Dễ nhìn hơn rồi đấy. Ừ. Trời ơi, nãy giờ kiếm cái đèn dầu thấy mẹ luôn. Bởi vậy hèn chi kiếm đường không ra phải rồi. Kìa cái nhẫn kìa. Đây nè. Trời ơi. Repair the ring. Giờ nó mới vô trọng tâm đấy. Hèn chi nãy giờ không tìm được đường. Cái gì? Sao? Ý là gì? Rồi, làm gì? Nhiệm vụ là gì đây? Rồi đi ra thôi. Ở những cái lúc khó khăn, cái nhẫn sẽ giúp bạn tìm lối đi. À, bấm chứ. À, cái nhẫn giúp mình tìm đường á hả? À. À, lên attic đúng không? Rồi đi, nhanh lên. Lấy rồi. Mấy cái nhẫn luôn nha. Trời ơi, nãy giờ cái vụ không kiếm không có lượm đèn dầu quá gì đi kêu hoàng hoàng nãy giờ ấy. Người ta coi người ta chán. Trời ơi. Ngay dưới đất á, mà không có nói gì mình lượm lên luôn mọi người. Không nói với mình cái là ngay dưới đất luôn á. Thích ra phải nói ngay dưới đất cái mình lụm chứ. Trời ơi, game đúng quá đáng luôn. Lại đi kiếm nãy giờ á. Ừ đấy. Được rồi.
Cái nhẫn này ý nghĩa gì? Đeo Hương ơi, chỉ đi. Cái nào nhỉ? Hình như nó kêu mình đi tìm cái món vật của cha ở trên chắc cầu hôn ấy á. Nó kêu là đi tìm cái món đồ của cha ở trên này. Hãy thì đi kiếm thôi. Món đồ của cha. Món đồ của cha đúng không? Tìm món đồ của cha. Món đồ của cha, không biết cha nào ổng bỏ đâu đây trời. Нечем поджечь. Ở đây à? À không. TV hay là này hả? Không phải, lật đật mà. Rồi, trời đất quỷ thần ơi. Coi cái nhiệm vụ này Hương đi tìm mẫu vật của cha trên máy cắt máy. Ừ, lên đại rồi. Đi tìm mẫu vật của trên gác máy thì kiếm trên này thôi. Kiếm cái quần của cha hay mặc á, trời nè. Thế cũng nói được. Nói quần què gì cũng biết nữa. Thế là cái mặt nạ. Ê, để như mặt nạ. Нечем Ê, поджечь. hay sao? Có cái gì để mình lụm chứ nhỉ? Mẹ kiếm đường thì thấy mẹ luôn. Quân sư đang cố nhớ. Quân sư đang cố nhớ mọi người. Hình như thích âm gái có xem qua rồi đúng không? Rồi. Ổn ghê, hình như thích bữa tôi thấy thích âm gái coi ông kia mà đúng không? Bữa tôi thấy mà. Cái gì đó, cái gì mà đồ của cha mà cha nào? Trời, cha bỏ đâu? Cha ơi. Cha quăng đâu vậy? Cha bỏ đâu mà có mình cha biết à. Con không tìm ra được. Cha giấu kỹ quá cha ơi. Tìm món vật đó chứ. Coi không có nhiêu à, thì có coi thì cũng được rồi. Quằn đó mọi người, quằn đó, nói chung là cũng khá là quằn đó. Cần bà ơi, tôi quằn nãy giờ mất thời gian lắm, chỉ đi cho nhanh anh em còn xem tiếp nữa. Không để cứ vừa cứ lướt lướt gì hoài à. Quá biết là cần rồi. Ý là tôi gọi là nhắn tin kêu vô luôn đấy nha. Chứ không phải là tôi không ấy. Tới con búp bê lật đật à. Sao nãy giờ tới nó không có gì trơn vậy? Buồn què vậy trời. Đó. Sao? Ủa? À, dùng cái nhẫn nè. Ồ, rồi nhẫn phát sáng kìa, làm sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi. Rồi ngẫm luôn rồi. Trên bàn có cây nến, thắp cây nến lên rồi hết 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 đi, hết ấy rồi. Что за... Где я? Rồi sao tôi bị teleport đi đâu rồi? Tôi bị tele đi đâu rồi mọi người? Кажется, я Thôi chỉ узнаю đi это Hương ơi место. cho nhanh. Anh Вроде em có бы một tiếng это máy mà. квартира, в которой вырос мой отец, но Tiếng как máy я mà сюда quần попал? quần hơi bị lâu ấy. Chào Kiên, Trần Tước Vinh. Ừ chào anh. Chào anh nha. May quá giờ này mọi người đã vô. Thấy không?
ý ý gì nè, không phải là tự chơi mà gọi là tương tác cho nó vui nha. Cứ cả anh em tương tác vô chơi biết cái gì vậy ấy. Cái này game nước Nga mà ở quần què đây. Hello nha, giờ mình đi kiếm cái gì ta, bật đèn lên hết. Họ đánh chữ gì? Tôi sẽ giúp bạn tìm cái nhẫn gia đình. Tìm rồi. Это мой отец. Он хочет выяснить, что прокляло нашу семью. Giờ phải tìm cái nhẫn đúng không? Giờ tìm cái nhẫn rồi, cái nhẫn mà mình bị đánh mất ấy. Anh còn nhớ mà ai không đó? Trời ơi, thấy thấy em hổng rài mà. Quay, cái gì vậy? Bật điện lên. Rồi. Клетка с каким-то странным механизмом. Có chìa khóa nè mọi người. Для чего он? Công tắc trên tường ngoài kìa, công tắc ở ngoài tường. À. À. Trời má quần quẹt luôn á. Vậy mà nãy giờ không ai nói. Trời ơi. Trời ơi. Quá đáng thiệt luôn á mọi người. Thì nó hay nói nó lại đi trời. Tôi tương tác nhiều người quá, nhiều khi tôi hay quên tới quên lui thôi. Chi nữa? Làm sao nhỉ? Nhiều khi quên tới mua thông cảm. Rồi mở cửa. Ôi, chết mẹ. Надо заменить лампочку, иначе в темноте я ничего не найду. Tự nhiên vô cái ngấp điện rồi sao? Mới vô mà chết điện là sao nhỉ? Em là con cùng quê và chết nhanh nè trời. Cái gì? Cái gì con cùng quê ghê vậy? Cái gì đó? Chân á hả? Là chân á hả? Phải không? Sợ lộn á. Khổ quá thiệt luôn á. Mọi người cứ nói rõ giùm tôi nha. Tôi gặp không, không, có nhiều nít kia cũng chạy Vinh đi. Ừ. Thì đó, tôi nhớ là hôm nay là viewer của tôi gặp chị Vinh hơi nhiều đấy. Ừ. Trời ơi, ông nội mẹ ơi. Mà dùng hai nick đó mà nick mà nickname khó đọc không à. Trời ơi, gửi đại đi. Thôi có ai đâu anh ơi, thôi. Mẹ. Tên Đinh hay sao á, Đinh hả? Dạ. Bây giờ lo kiếm đường nè mọi người, cứ lo kiếm đường cái kìa anh em này. Làm cái gì ấy? Не поддаётся. Không mở được. À. Có cậy được. Hương đâu rồi? Ủa Hương. Не поддаётся. Что? Откуда здесь взялась кровь? Cái gì? Нужно узнать, что за этой дверью. Cần phải tìm hiểu cái gì sau cánh cửa này. Я не знаю комбинацию. Phòng có tủ lạnh nè. Cửa sổ có gì hơn? Đừng nói coi cửa sổ xong cái đá dầm nha. Cửa sổ có gì? Cửa sổ có gì vậy? Kia ra đâu?
Bên trái hả? À, tôi thấy rồi. Ai đó ngoắc mắt tôi kìa. Rồi sao có cứu đâu, tôi đưa trong nhà mà. Trời ơi, tôi có giúp được đâu trời. Chắc tờ giấy à. Ấy cái này mà không có quân sư là ngồi mắc cười luôn. 1957 cô La đã thay đổi thay đổi rất nhiều kể từ khi chuyến đi của chúng tôi. Anh ấy tránh né chúng tôi và luôn luôn anh gì đó. Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau nữa. Anh ấy thỉnh thoảng nói chuyện một mình ở trong cái gương, ở trước cái gương nhà tắm à. Cái hành động của thử con ấy ảnh hưởng đến con chúng tôi xa xa. Anh ấy trở nên rất là sợ hãi, rất đáng sợ, trở nên khủng khiếp à. Hàng xóm chú ý. Ok. Dưới bàn tay chai nước. Hả? Chai nước làm gì? Lấy chai nước đảm buồn què gì? Uống à? Mở tủ lấy can. Mở hộp lấy diêm. Mở hộp lấy diêm mà hình như lấy rồi sao ấy. Hình như cái này là phải kiếm chìa khóa để mở anh em à. Hư rồi Hương ơi, đèn hư rồi nha. Đèn hư, đèn hư. Похоже, что сегодня 12 марта 57-го. Bật bếp hả? Bếp. Ở đâu? Đã mùa què vậy mọi người. Tôi bật làm gì? Đốt nè. Rồi nấu ra gì không? What the hell, sắp nổ rồi kìa. Có tắt không Hương ơi? Nổ đi. Đồ nước nấu mì á. Nước nấu mì nữa. Gì trời. Nữa à. Trời Hương ơi, Hương à, làm sao nữa Hương? Thế là có tắt lửa không hay là để đây luôn? Có tắt lửa không? Trời ơi, ra nó đại tắt đi. Ủa gì siro vậy? Chịu coi. Giữa ngoài cha cái gì siro vậy? What? Hai ấm chua. Ra phòng bên lục lấy kéo, có kéo rồi, có kéo, có kéo, có kéo rồi, có kéo, có kéo rồi nha. Có kéo rồi Hương ơi. Эй, вы меня слышите? Кто там? Ai đó? Николай Сергеевич. Николай Сергеевич. Уже ночь на дворе. Хватит шуметь. Я его внук. Пожалуйста, вызовите полицию. Cảnh sát đi, tôi không biết làm sao tôi ra đây được. Какая полиция? Cảnh sát gì? Я вас предупредила. Постойте. Chờ đã, tôi cần giúp đỡ. Rồi xong thua rồi. Cuộc đời là hết. Rồi. Má thầy luôn game hoàng kinh khủng. Nha. Cái gì đó? Ờ
Thôi tôi mới nghe tiếng gì vậy kìa Hương. Tôi nghe tiếng gì vậy? Ô ê, sao lại mở? Ui, hello, thằng nào đó? Hello, đừng làm tôi sợ nha. Đừng sợ nha, tôi chưa đi đái nữa. Ôi, chắc cửa rồi, nói chuyện rồi Hương ơi. Nó hù hả? Không được đâu. Rồi ai ai chạy tắt đèn rồi. Ơ à. Черт. Похоже, выбило щиток в подъезде. Thằng nào chạy tắt đèn rồi? Sao Hương? Rồi là sao? Rồi rồi là sao mọi người? Ồ ồ, thấy ai kìa? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Что за? Ai đó? Hương. Trời ơi Hương. Má quần què thiệt á. Sợ. Em sợ, em sợ. Thôi Hương ơi, chúng ta đừng làm như thế chứ. Đừng làm như thế chứ Hương. Làm vậy không đẹp đâu. Tình cảm không bền được nha. Rồi sao nữa? Hết rồi. Mẹ hết được đi rồi. Rồi sao? Cái gì? Gì đó? Cái hộp có chìa khóa rồi đó. Hộp nào? Phải thiệt chứ. Cái hộp trên bàn kia nó cần mở à. Mở cứt. Mở đâu trời. Đâu mở đâu Hương. Có đâu mà mở. Chưa có chìa khóa. Trời ơi nãy giờ Hương sao vậy. Chưa có chìa khóa mà nè anh em. Anh em tưởng tôi lượm được đồ hay gì á. Chìa khóa trong đây nè, chưa lấy mà. Ê, chìa khóa ở đâu Hương? À, chưa lấy chìa khóa đây nè. Rồi. Trời ơi, chán gì đâu á. Trời ơi, cay lắm nha. Chắc là không cay đâu. Phải nói chứ. Gì đây? Cái vòng kim cô à hay gì? Nhớ mua đi. Sao không cho tôi lấy? Ơ à? Sao không cho mình lấy nhờ? Kỳ gì vậy? Lấy đi. Sao không cho lấy nhờ? Ủa Hương ơi, có lấy không hay mở thì thôi. Có lấy không Hương ơi? Ây, hình như là cái hình là cái kệ sách. À, hình như là cái kệ sách.
cái cửa sổ vâng, xem số kìa, ở đâu số hả? À, cái kệ sách đúng không? Quay 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 ai đó, cái quần què như đây. Trời ơi cái gì vậy, chết con mẹ rồi, má ơi con mẹ chết mẹ tôi rồi, có cái nến đâu mà đốt, tôi có cái hộp quẹt đâu mà đốt, trời nữa quần què nữa. Học con này không có nghe nha, diêm đâu mà có, nãy giờ tôi lột thấy cha luôn không thấy diêm đâu hết trơn. Ừ, không có một cái miếng diêm luôn, ở đây là có diêm coi rồi, không có đây nè ông ơi. À có nè. Chết mẹ chưa quê rồi. Xin lỗi tôi không để ý, tôi không chú ý. Hello Thảo nha, em đi cắm trại 2 ngày vậy hả? Tưởng đâu giận dỗi gì không coi chứ. Rồi rồi xin lỗi tôi bất cẩn, đây là tôi bất cẩn nha. Lỗi của tôi nha, tôi bất cẩn quá, lưu em phát. Ok rồi Thảo nha, chơi ok, rồi sao chơi vui không, cắm trại vui không, đi 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 là đi với cơ quan nè. Trời ơi, thôi, thôi. Anh em bớt trách móc lại nha. Coi tôi, ý, hình như tôi mới kích hoạt cái gì đó mọi người. Số kìa đâu? Số nào? Số. Từ từ. Có thấy số đâu trời, nó gửi gì kỳ vậy? Cánh cổng bí mật hả? Lối đi bí mật. Là cái nào? Mà thích à? Vậy hả? Ừ, không sao, vui được rồi. Đâu rồi Hương ơi, Hương ơi, đâu rồi? Trời ơi, tôi cần Hương ngay lúc này. Hương đâu rồi trời? Tới cái giường à? Thế thì bật cái quẹt lên. Giường có gì? Bức tranh. Trời ơi, ý là không thấy cái cuốn sổ ghi gì luôn á. Cảm ơn nha, cảm ơn Hiri nha. Cảm ơn nhiều nha, mai rảnh nhớ vô xem anh nha. Tranh bị xiên xẹo à. À nhưng mà tôi không làm gì được cái đó hết trơn á, ý là mình không có tác động vật lý gì được. Bye bye. À đây đây đây, thấy 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 ẩu quá mọi người. Hello mèo nha, chơi nãy giờ. Là thế nào, tức là cân nặng 500 gram vào cái bàn cân à, 500 gram. Trời ơi anh em lại lại vật lý với tôi nữa, lại vật lý rồi đấy, thấy không, quân sư là chân chu liền à, task complete à. Trời ơi má cái gì mà nhiệm vụ đầy vậy trời, thiệt luôn á, game giải đố hãm ghê luôn á. Có sao đâu, tương tác thôi mà anh em, tương tác thôi. Trời ơi, chơi anh chơi anh sầm quỳnh đấy mà. Rồi mở đây, gì đây, chìa khóa cái cửa, cửa nào, cửa trước à. Trời ơi Hương, chỉ vì người khác nói vài câu mà anh dậy luôn rồi, chết tôi.
thì không có số kết hợp à. Thế mới chết chứ. Nghe ơi, kiếm kiếm mỏ chết luôn á. Tính ra là đến thời điểm này công ty của tôi là vẫn chưa có được đi team building nữa. Buồn gì đâu á. Lưu game cái. Làm gì làm lưu game cái nha. Ồ má, các bạn tìm đường hoàng ghê luôn á. Khoan, làm nhiệm vụ coi. Replay live book. Mình chưa có cái đèn hidden in the closet. Cái tủ à. Má thiệt. Tôi giống như bị tụt huyết áp với mấy con game này luôn á. Rồi đâu tủ điện đâu. Nó kêu là mình check tủ điện mà tôi không thấy điện đâu cả. Cái đèn đó đâu, cái này là cái đèn nếu mình đi ấy mà. Cái gì đây? À, đi ra được hả? Trời ơi, đi ra được. Видимо, это и есть щиток. Đi ra được mọi người. Thế là tôi tưởng là không được. Định mệnh nha. Vơ lơ. Game khốn nạn thật. Thôi trời ơi. Đã có tâm rồi thì chỉ cho. Ơ, cứ đi xuống tầng lầu nữa à. Cái gì dưới đó tươi vậy mọi người? Cái gì đó tươi vậy? Не поддается. Cái gì mà dưới đó tươi vậy mọi người? Cái màu đỏ tôi kỳ kỳ sao nha. Ê, tôi bị kỳ màu đỏ mọi người. Chuẩn bị chạy giờ rồi, tôi mắc đái quá, tôi chưa đi đái nữa. Tôi chưa đi đái nữa mọi người, tình hình là đái dầm chắc luôn. Lượm đi. Ủa ai kìa? Cái gì vậy? Làm gì? Làm sao? Quần què gì tôi? Mày làm sao? Cái gì vậy? Trời má quần què. Mát tải anh cho tiện cái gì? Rồi. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Đóng cửa. Đóng cửa ngay cho tôi. Xài xài xài. Đéo xài được. Hello Hải. Chú sao hứa làm gì nữa? Chí đi. Сначала мне нужно вернуть свет. Tôi cần phải phục hồi đèn điện. Thế đéo phải à? Đi tìm chìa khóa, trời ơi. Đi tìm chìa khóa nữa. Đi. Chơi vậy làm khó tôi quá mọi người. Не поддается. Gì đây? Mực à. Vô ladder kìa, chắc kỹ vô. Не поддается. Sao? Ở đâu? Ở dưới à? Ở đâu? Cái đồ nào? Trên kệ à? Ở đây à? Trời ơi, nó trong phòng đi rồi. Trời ơi, có cái này thôi mà anh em làm căng quá. Trời ơi, có cái này thôi, tưởng cái gì. À quên, cái này để... đúng rồi, đúng rồi. Sao làm gì nữa?
bật lên cái cho yên tâm coi. Bấm chuông xe đạp cho vui kìa. Hello. Hello. Hey. Má quần què gì trời. Em biết luôn á. Rồi, lắm. Trời ơi, mẹ. Cái gì mà lắc lư ghê vậy? Cái gì mà lắc lư ghê vậy? Ôi má, cao quá. Cái tầng này là... Ây! Chết mẹ rồi, thằng nào chụp hình tao vậy? Rồi, 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 chết con... Chạy! Rồi, rồi, chết mẹ rồi. Hurry up, hurry up! Whoa, 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 whoa. Không cười lại, không cười lại. Rồi mẹ, chết mẹ luôn. Anh em phải chỉ chứ? Anh em phải chỉ chứ chứ? Anh em không chỉ tôi. Нужно вернуть себе. Anh em phải chỉ chứ? Không phải chỉ tôi chứ vậy. Lên mở cửa khóa chốt. Cái quần què gì? Сначала мне нужно вернуть свет в квартиру. Nè. Ai mà lúc bị dí vậy sao? Sao? Giờ tôi mắc đái lắm, tụi mình tỉnh được. Mở cửa vô khóa chốt lại, trời ơi, quần què thiệt luôn á. Quần què thiệt luôn á. Trời ơi, vậy thôi mọi người. Bãi thiệt. Rồi. Tiếp xem nào. Rồi. Đây. Rồi chạy. Chúng ta phải chạy ngay nha. Hurry up, hurry up. Chạy như chó cho tôi. Hurry up, chạy, 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 đi lên chưa, đi lên luôn. Fuck me. Черт. Надо бежать. Chạy. Hurry up. Hurry. Cứ lại. Ê, ê. Ê! 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 Chết mẹ rồi, rồi xong. Ê! Trời ơi! Bà mẹ mà đóng cửa lại coi! Mẹ thiệt luôn. Свет в квартиру. Nè, mở cửa. Không đóng lại. À, đơn giản thôi mọi người vậy nè. Đóng lại. Ê! Bậy bạ. Đóng lại. Kéo vô. Chỉ vậy thôi. Nè. Điều đẩy ra phải không? Tóm lại. Ê! Bậy! Ê! Một chút đã. Ê! Mẹ! Trời ơi! Giờ phải đi lên lụm. Bây giờ phải đi lụm cái này nữa chứ. Ê, tính ra nãy nó lót màn hình lâu rồi tôi thấy bực bực sao nha. Làm gì kỳ cục à. Thôi, bởi vậy có vậy thôi. Bởi vậy thường mấy game mà kiểu mà lót nhiều quá nó cũng không tốt nữa. Lót nhiều quá dễ lỗi lắm. Đó, thấy không? Cái cửa bắt dạy nữa kìa. Chung mà vi xử lý cũng không phải là cái gì hoàn hảo. Rồi đi nha, một phát là đi liền cho tôi nha. Phát là đi ngay. Rồi thôi thôi đi luôn.
Скип ди! Черт! Надо бежать! Ба-ба-ба-ба! Từ từ bình tĩnh nha mọi người, bình tĩnh. Điều hòa hơi thở thôi. Ê! Ê! Ly! Đóng cửa! Trời ơi! Видимо, это и есть щиток. Нужно вернуть свет в квартиру. Mẹ kiếp! Tôi chết ở đây trời. À, nghe là né cái chai ấy ra hả? Thì mấy game mà kiểu vậy tôi. Rồi ôi, bức xúc gì đâu á. À, dù đóng cửa bực bực sao á. Có vậy thôi mà làm ăn chán ghê. Rồi né né cái chai ra. Rồi rồi nhanh làm lại cho tôi. Ê, rồi ok, đã ổn rồi, tốt. Làm gì được nhau, được chưa? Chào em Trang, thực ra là tên Kim nha. Check cái gì? À, cái này à? À, cái này để cắt cái ổ khóa đúng không? Được chưa? Ra được chưa? Một câu thôi, ra được chưa? Nó sợ vãi. Vớ vẩn, đi luôn. Không sợ, bình tĩnh mà đi nha. Không có gì làm khó được anh Kim cả. Anh em đi rén rén thôi. Trời ơi, cảm ơn. Hello Dũng nha. Hello. Trời ơi má, cái gì ghê vậy? Tới nơi chưa? Cửa meo nữa. À đây, cái chai nước này, né chai nước ra đúng không? Rồi ôi, easy. Kinh dị nha em, kinh dị nha. Vậy là cỡ mấy khung giờ này anh em mới đông đủ. Tôi mà lên sớm quá anh em chưa có vô ấy mẹ. Tầm 10, sau 10 rưỡi anh em mới đông đủ ấy. Để tôi sắp xếp đúng giờ nha. Không sớm hơn cũng không trễ hơn được. Oh, đúng. Không có lại. Khóa. Ê bậy. Khóa vậy mà khóa được à. Đấy. Нужно как-то снять замок с щитка, иначе мне не включить свет. Rồi. Rồi. Ngon. Bật. Xong. Có điện rồi đó. Thần trùng hả? Ừ, cũng không, anh chơi rồi chứ. Anh chơi thần trùng rồi.
cái chợ cái game khác ra anh chơi. Ồ, lơ bật 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 điện, bật điện đúng rồi. Rồi làm gì nữa hơn? Bật lên. Đúng rồi. Bật hết cho tôi nha. Rồi đi kệ sách chứ gì. Có thấy mẹ gì đâu. Đi kệ sách à. Ok. Có đèn đuốc rồi đó. Này đúng không Hương? Đây hả? Cái sách này hả? Thấy đâu? Ok. À quên, cái này nó bị... cái kệ sách nè. Chạy sách gì á? Ở đâu vậy Hưng ơi? Nãy hả? Nào, làm sao, đập như thế nào? Đập, ý là đập sao ấy chứ, đập cái chai nào? Đập chai nào cơ? Ở đâu nhỉ? Ở đây ha. The ring inside sun. Inside là cái ý là cái này hả? Đúng quần què rồi. Được, tốt lắm con, sử dụng cái nhẫn nhá. Rồi nhẫn làm gì? Làm sao? Có mẹ đâu? Nhớ làm gì? Ra là vậy à. Cái gì đó? Ở đâu? Trời ơi, nhờ cái kiểu tóc đẹp trai dữ xa. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, giống như biến đổi gì trời. Hả? Tới đưa mình đâu vậy? Trời ơi, mọi thứ ở đây bức tranh vẽ. Thì ra là đi tùm lum như vậy luôn hả? Ảo ma chứ. Gần xong chưa Hương ơi? Chơi gần xong chưa? Mấy phút nữa. Má tê lê khủng khiếp thiệt chứ. Làm gì? À, hộp quẹt.
Khi nào với anh tê lê vô? Má nghe sợ vậy. Thay thế bản đèn đi. Check the haystack. Haystack à? Sao nhỉ? Hello. How you? Check kỹ vô nhé. Có diêm đồ đó. Dạ. Ok. Gì đó? Rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, má ơi, bức tượng à. Cái gì mới vô chạy rồi? Lu game. Rồi, má gì đây? Cái gì đây? Как они забросили сено так высоко? Tại sao họ ném cái đó quá cao vậy? Sợ nha, sợ nha. Cái gì nhỉ? Làm sao Hương ơi? Ừ, giống như nhà thời xưa ấy nha. Coi à, check là haystack. Haystack này sao check được? Không có cái đường lên chứ nhỉ? Trời mẹ, ấy là còn lâu Phương ơi, gần xong chưa? Phải tôi biết ấy coi. Hả? Còn lâu hả? Trời ơi, má, cứ coi trên mạng người ta chơi nhanh mà. Đường nào Hương? Đấy là người ta kim khác, trời ơi, bởi dìm quá à, không được nha, dìm nhau quá không có được. Sao nó kêu check cái gì hay stack này attic là sao, thì nó đại đi thấy không? Về lại đi bữa khác à. Phe là chu à. Anh ta không sợ. À có cái cửa nè. One box. Không được. Còn nha. Ở đây cửa này xem nào. Hello Не поддается. one box à? Cái gì Отец đây? был здесь. Возможно, он оставлял подсказки, как в той сказке про хлебные крошки.
Нужно изучить có cái điện thoại ở đó à? Rồi sao? Có nói được không? Không tin cậy em chứ. Rồi. Cái gì đó? Làm gì? Làm gì? À. À. Làm sao Hương ơi? À, rồi xong. Quay, cái gì vậy? Tôi làm đây suốt cuộc đời của tôi. Я хочу знать, кто. Как они могли? Что нам теперь делать? Я что-нибудь придумаю. Rồi làm sao nữa? Ký ức à? Sao nữa mọi người? Hello. Oh boy, oh boy. Yeah, đây cái này là như hết đường đi rồi đúng không? Mình đang kiếm cái passcode mà. Mình chưa kiếm được passcode rồi mọi người. Nhưng chưa có bắt cót mà. Cái này sao ta? Cái gì đó? Ui. Cái gì đó? Bình tĩnh. Đề nghị bà con bình tĩnh. Rồi, làm gì? À, rồi đẩy đẩy cho nó cháy à. Lụm cây dưới đất. Ở đâu? Có chưa? Có chưa? Chưa. Chưa thấy, chưa thấy. Ê! Cháy chưa nhỉ? À, cháy rồi kìa. Ở đây đúng không? Chìa khóa. Check. Làm gì? Rồi lỡ mà Hương ơi, sao nữa? Rồi tự chơi mẹ. Ok, maybe I can clean it with water. Tôi hãy rửa nó với nước. Nước là quần que gì? À, thấy bóng đèn kìa, có bóng đèn rồi. Oh, như là bóng đèn kìa. À, thay bóng đèn thôi. Ok, man. Rồi ok mọi người, vô nha. Trời má, vô, có vô thôi mà làm quá ghê á. Trời ơi, vô làm quá ghê mọi người. Trời ơi, có đi vô bức tranh nữa mà làm ghê quá. À, đi theo bóng đèn á, theo bóng đèn, theo bóng đèn. Đi theo bóng đèn cái. Đây. Rồi.
Sướng nha. Sướng luôn. Tưởng đâu không xài được chứ. Rồi. Mày làm gì? Rồi, chìa khóa làm gì đây? Lan Rocky, Lion Sibo. À, bây giờ quay quay với lại bức tranh đúng không? Rồi. Má ơi, cuộc đời là một cái giới lẫn quẩn thì luôn á. Lu. Sao? Gì Hương? Có gì hả? Cần gì á Hương? Bỏ cục trắng vô nồi, thấy chưa? Thấy chưa? Một chút là quên. Вода ещё не вскипела. À quên, phải hâm nữa. Rồi. Вода ещё. Không cho. Вода ещё не вскипела. Không cho bỏ. À rồi. Ủa gì vậy? À, rồi ok. À, gắn cái cửa chứ gì? Cái cửa gì? Rồi. Đi đâu vậy? Đi đâu? Mẹ. Ôi lượm được chìa khóa sư tử rồi, đi vô tranh chứ đúng không? Vậy giáo vườn. Mở cửa tiếp chơi rồi. Đi đây hả? Ý Hương rồi đi đây hả? Trời ơi. Nếu có gặp con trời sợ quá. Từ từ anh em nó rõ chứ. Не поддаётся. Xuống à, trời ơi, nãy cái uplifter mò. Đi xuống à. Xuống chắc giấy. Giấy. Gì đó. Не поддается. Thế nào? Не поддается. Đó hả? Cái nào cơ? Giấy sâu chết chà. Trời ơi, trong hộp thư rồi, nó đại hộp thư đi. Không lưng nữa. Trời ơi. Chào buổi trưa. Nikolai Sobesit, giáo sư Nikobot đang viết thư cho anh. Chúng ta đã gặp nhau ở Roman. Tại cái gì đó. Tôi không muốn bị trì trệ, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cảnh báo anh rằng về mục đích của anh hả? Cái vấn đề là gì ta? Thôi khỏi mẹ đi, mệt quá. Đéo đọc nữa. Cái gì vậy? Ôi má, cái gì vậy?
Мы рау. Ở đâu có bên nào? Ở đây có bên nào? Rồi sao nữa? Đi lên đúng không? Đi lên đúng không? Lên thôi mà. Trời ơi, tối tăm ghê luôn á. Tối tăm như cuộc đời của bạn vậy. Đéo thấy gì luôn á. Chỗ cái đầu là cái gì? Ui! Mẹ! Trời đất! Hết hồn. Товарищи, это какая-то ошибка. Мы с супругой целый день на работе. Мы все про вас знаем, Николай Сергеевич. Мы найдем на вас управу. Я уверен, что мы можем разрешить все без агрессии. À, chỉ vậy thôi hả? Trời ơi, thấy cái tưởng sao? Rồi vũ tranh đúng không? Rồi ok. Chồng mãi có phải có bậy thôi. Mở cửa đàng hoàng chứ. Rồi đi. Rồi ok mọi người. Quay lại tí bức tranh rồi. Hello. Này đúng không? Не поддается. Sao nữa? Đấm. Здесь стоит стойкий запах серы. Rồi. Đốt đuốc vô nha. Rồi, ok. Sến sủa như cuộc đời của bạn. Rồi làm sao? Làm gì? Cái này làm sao nhỉ? Giờ như là phải đi một cái cửa gì để gắn lên đó đúng không mọi người? Ơ! À, cái gì vậy? What the fuck? Còn bao lâu nữa Hương ơi? Nghe này còn bao lâu nữa? À, chết mẹ rồi, mắc kẹt rồi. Số 3 là sao? Ủa 3 là sao? Kết thúc trò chơi hiến tế hả? Trời ơi, mẹ hát cái gì ghê vậy? Cái này còn bao lâu nữa Hương ơi? Giờ làm sao, làm gì nữa? Chắc còn lâu á. À, không, giờ còn dài á nha. Giờ còn dài á.
Vâng. Không dài lắm phải không? Ủa cái đèn rồi, nãy mới gặp cái gì á? Hồi nãy mới gặp hiện tượng gì á? Hồi nãy bức tranh để số 3 ở Hương. Nãy bức tranh để số 3 là được. Còn một tiếng nữa, tính ra còn dài á. Nghĩa số 3 này là sao? Số 3 này ý nghĩa gì? Có còn cái cửa gì ấy nha. Nhớ có cái cửa mà nó... Cái cửa mà nó chặn lại. Đâu rồi? Cái gì vậy? Xa xa hãy đi ăn thôi. Cái gì? Ru em cái nè. Oh no. Rồi thôi chết con mẹ rồi, lụm luôn. Này là nghiệm luôn rồi mọi người. Làm gì đấy? Làm gì? Vô luôn không Hương? Hay Hương kiên vô không? Có nên vô không? Tôi thấy sợ sợ rồi. Vô nha. Babushka? Bà ngoại ở dưới đây vậy. Má ơi hết hồn. Trời ơi, nó sợ vãi đái luôn. Rồi sao nữa? Sợ khiếp luôn ấy. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Trời ơi, chơi tắt đèn nữa. Khốn nạn gì. Rồi. Làm gì? Có được cái gì? Là sao? Gì vậy? Vụ gì? Có gì mới ra? Vụ gì vậy? Vô hả? Ý là vô hả? Vô tranh này hay sao? Hay là tranh nào nữa? À đấy hả? À đây 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 đây. Trời ơi, mời mẹ ơi, cái gì mà sa mạc quá vậy? Rồi biết đi đâu trời. Дерево что-то есть. Cái gì cơ? À.
Là gì đây? À, hình như cái số trên bức tranh là cái code luôn mọi người. Phải là cái code không? Dạ, số bức tranh là cái code nè. Có khi là thế à? Rồi. Rồi được chưa? Làm gì hướng ơi? Làm gì hướng ơi? Đâu rồi? Đi đâu? Đi đâu? Dễ đâu hơn, đi thẳng luôn à. Kiếm cái thùng mà. Trời ơi, kiếm như mò kim đáy bể vậy. Chai đâu mà chai, chưa có chai mà. À, cái chai này hả? Có gì? Hả? Không có mẹ đâu. Có gì không? Có gì không trời? Ủa? Què gì vậy? Không biết cái thùng nằm đường nào ấy chứ. Nó bị lạc với sa mạc rồi. À, đấy hả? Trời ơi, sai dữ thần luôn á. Không hả? Thấy làm đâu? Cái cây gần tàu hả? Xa hả? Thì chắc hướng này rồi. Má thiệt luôn á. Cái bị lạc ở thế giới mới vậy trời. Cái bị lạc ở đâu ấy. Наверное, не стоит мне уходить так далеко. Rồi xong, lạc lạc luôn rồi.
Đi kiếm thôi chứ sao giờ. Kìa cái thùng kìa đúng không? Cái thùng kìa. Chính là nó, cái thùng, cái thùng. Đây rồi. Trời ơi, cái tiệm kho báu nữa. Cái gì trời. Thôi chụp hình này coi. Thế là đi thẳng đúng không? Trời, đi thẳng luôn gì. Từ cái này mà đi thẳng rồi. Canh dắt đá gì thẳng, đi hạn tới. Giờ đi đây trước. Ok mọi người, đi 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 nha. Rồi, từ cái mỏm đá này. Mỏm đá là ta? Từ mỏm đá này đi thẳng xuống hả? Ừ, đây đang đang kiếm được Hương ơi. Trời ở đâu ấy nhỉ? Má thì kiên nhẫn lắm luôn á. Má ăn game làm tôi mệt mỏi à. Trời ơi, đi đi học lại nữa. Ừ, coi phao cho nhanh quá. Tôi coi phao đi. Ôi trời. Cũng được, thế còn dài chứ, để mai chơi tiếp đi. Thôi để cho xong cái mạng này đi Hương, để cho xong cái mạng này cái tìm đâu trời. Đúng rồi, để mai chơi tiếp cũng được. Thank you.
Gì mà thở dữ vậy chú? Заклинило. Rồi. Видимо, это доска отца. Он тоже пытался разобраться во всем. Rồi, bây sẽ kiếm cái cây mà. Mà có cái cây á. Rồi đi chút thở mệt ghê á. Từ từ ấy giờ cho xong cái này cái cho nó luôn game cái mất công mai tắt cái công sức kiếm nãy giờ mất hết luôn nha. Thế ra kiếm cái gì đó để không nói mẹ nó thiệt luôn á. Возможно, я смогу перерезать это чем-то острым. Ý trời. Đang. Trời ơi, mới qua xong.
Vậy chưa lưu game mà. Không cho lưu game luôn. Hồi mai chơi tiếp đi. Chốt nha. Mai chơi tiếp. Anh em nghỉ ngơi nha. Mấy game hoàng kinh khủng luôn. Rồi.